Trong tăng sức đề kháng thì nó có mấy cái phần thôi. Thứ nhất là mình phải uống đủ nước, ngủ đủ giấc, Dạ. ăn đủ chất, Ăn đủ tập chất, thể dục tập thể dục. đó. Dạ, uống Thì đủ con nít nước. của mình thường thường là nó sẽ ham chơi mà quên uống nước. Dạ đúng rồi, Đó, con thì nhà mình em phải cũng vậy chăm, ạ. mình Dạ. rót sẵn ly nước hay là để cái chai nước là nhắc con uống nước. Đúng rồi, Thứ đúng hai là phải ngủ đủ giấc, và cái rồi. giấc quan trọng nhất là khoảng 9 giờ tối á cho tới sáng á. Chứ còn mình thức trễ quá thì nó ngủ trễ quá thì nó sẽ không có sức đề kháng đâu. Và mình phải ăn đa dạng ha, ăn có đủ chất đạm, có đủ những cái khoáng chất vitamin trong rau và trái cây. Nhiên cái sức đề kháng nó chỉ phụ một phần thôi, cái quan trọng là mình phải rửa tay, ăn sạch, uống sạch để hạn chế tiếp xúc với cái trẻ mà mắc tay chân miệng. Đó, nếu mình thấy nó bị thì mình phải chờ 10 xong mới chơi với nó được. Đó, thì những cái vấn đề đó rất là quan trọng. Ngoài ra thì chúng ta có thể bổ sung vài vitamin, trong đó quan trọng nhất vẫn là vitamin D. Có một số người nói là cái xứ của mình thì nó nắng lắm, nhưng mà con nít của mình nó cũng không đi nắng đâu, nó sợ đi nắng đó, cho nên cái vitamin D thì mình cũng nên xem xét. Ở nước ngoài thì người ta bàn rất là nhiều vitamin D trong cái việc mà tăng sức đề kháng, đặc biệt là cái mùa Covid vừa rồi.